Ok, xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại series cùng chơi. Thực ra là đây là một series mới mình chơi ấy. Nên là đây là mình đang chạy hoàn toàn mọi thứ trên cái máy như kiểu là các bạn biết, như kiểu là Steam Deck hoặc là cái gì nhỉ? ROG Ally ấy, mình có cái máy GPD Win Mini ấy. Nên là đây là một cái series mình chơi game khác, mình sẽ không sử dụng cái hệ thống setup bình thường như mình chơi là PC và cái mic ấy, nên là mic đầy đủ, nên là nếu mà các bạn nghe tiếng mình nó hơi bị lạ một tí thì đây cũng là cái hệ thống mới mình setup, nó chơi được những game hơi bị cũ một tí ấy. Như kiểu là Legend Dragon thì mình có thể mình cover được khi mình không ngồi cái máy tia ấy. Nên là ok, quay trở lại với giới thiệu game thì đây sẽ là một cái game mình cũng rất muốn chơi. Đây là nó một trong những game kiểu classic ấy, thời máy PlayStation 1. Nên là về cơ bản là nó là một cái game classic, như là huyền thoại của kỵ sĩ rồng, sao mình không nhớ nó dịch như nào nữa. Nhưng mà đây là cái game mình cũng rất thích chơi ở cái máy PS1 cái thời lâu rồi ấy. Nên là nó sẽ ngang ngang cái thời mà kiểu Final Fantasy 7 ấy. Ok, mình giới thiệu qua cho chúng ta chơi tiếp rồi có gì mình sẽ nói tiếp ấy, cụ thể hơn về cái game này. Nên là có nhiều bạn chắc mình cũng biết về cái trò này và cũng có nhiều bạn không biết. Nó cũng kiểu nó tương đối là classic rồi. Nhưng mà mình nghĩ cái câu chuyện nó rất là hay, nên là mình cũng vẫn muốn cover lại, mặc dù hiện tại mình có rất là nhiều game mới để mình chơi nhưng mình không chơi. Nhưng mình thực sự mình muốn cover lại những game cũ này. Nhưng ở đây là cái thời mà năm 2000 này. Great Commander, this way. Great Commander. Cụ này đi đâu đây? So this is her. Bắt luôn. Để bắt cô ấy đi. Chứ giờ chuyện gì đây? Necessary. It is His Majesty Emperor Dole's command to take that girl into custody. Who is she? That is not your concern. Nên là cái đồ họa này mình nghĩ là bây giờ chơi cũng rất là đẹp. Không phải là rất là đẹp nhưng mà so cái thời mà 2000 là nó cũng rất là đẹp ấy, không phải gì đâu. Nên đây là mình đang upscale tận 6 lần hay sao ấy. Nó sẽ lên độ phân giải tầm 2K ấy, so với cả cái độ phân giải gốc của cái máy PS1 ấy. Cái trò này thì là nó mới hơn cái trò Final Fantasy 7 một tí thôi, nhưng mà cũng nó kiểu cùng cùng thời nhau ấy. Nên là bây giờ chơi lại cái trò này cũng rất là retro, rất là vui khi xem lại như này. Nhìn lại cái thành tựu đồ họa hồi xưa với bây giờ. Như cái thời đấy hồi xưa mình chơi cái trò này là nó giống kiểu như là nó đẹp lắm rồi ấy. Không kiểu gì cả, nó hơi bị sốc về cái khả năng đồ họa hồi xưa ấy.
The Green Touch Dragon, con rồng xanh friend brand này. Nên là đây là có chị nào nhảy nên rồng xanh, nên là có thể các bạn sẽ thấy một số cái animation của nó đẹp hơn qua phiên 7. Em chat từ một là Shadow War. Nên là cả cái series này mình sẽ chơi hoàn toàn trên cái máy di động ấy. Mình test xem là cái hệ thống mới của mình như nào ấy, để mình chơi được nhiều game nó flexible hơn ấy. Dark, nên là cái nhân vật chúng ta là nhân vật chính là Dark này. Kiểu như là cái phi tiêu ấy. Chant of the War Lily, nên là mọi thứ nhìn trông rất là kiểu máy PlayStation 1. Nên là nó sẽ rơi ở cái khoảng giữa là mình nghĩ là Final Fantasy 7 này. Rồi đến Final Fantasy 9 ấy. Nên là nó cũng không phải là quá đẹp lắm mà cũng không phải là quá xấu đâu. Như kiểu Final Fantasy 7 nhưng mà mình nghĩ là nó cũng tương đối là đẹp. Nhưng mà mình đảm bảo các bạn là cái trò này cốt truyện hay phết. Có khả năng lại có một cuộc chiến nữa rồi. Mình nghe rằng đây nó chỉ là một tin đồn à. Thế nên là nếu các bạn đã xem được cái series này thì hy vọng các bạn ủng hộ ấy, bằng cách mời mình cốc cà phê thì mình có thể tiếp tục làm những cái tựa game classic này ấy. Điều là cover những tựa game classic. Thực ra cái trò này bây giờ giải lầm nó vẫn chỗ có nhiều cái đoạn nó rung này. Nên là hồi xưa mình chơi cái máy PS1 là mình không có tay rung luôn ấy. Nên là mình còn không biết là cái đoạn này nó có rung. Mày là ai? Mày có phải là quân lính đánh thuê của bà Siêu không à? Trả lại đi. Shit the fuck. À, rút kiếm à. Bây giờ là mày còn định chống lại bọn tao à? Căng quá. Cái quái thế này. What the heck is this? Đi lùa. Mình sẽ phải làm gì không? Mình sẽ bị chết. Ok bro. Chạy thôi. Nên là các bạn thấy là cái animation này nó cũng rất là mượt đấy. Mượt hơn cái Final Fantasy 7 ấy. Final Fantasy 7 và Final Fantasy 8 cái animation này cũng rất là mượt. Đồ họa đẹp quá. Đồ họa đẹp kinh luôn. What a monster. Một con quái vật. Nó đến đây. Nên là có chị ra cứu ấy. Mày nhá. Chị là ai? Nếu mà cậu không muốn chết kiểm tra lại xem là ok có vẻ như ổn. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Chả biết là gọi là chị hay là gì mà cái quái đấy là cái gì nhỉ? Đây là con rồng. Con rồng sao? Nhưng mà nó cũng hơi bị lạ. That really could have been easily destroyed without it. Cái làng đấy là có thể dễ dàng bị khóa hủy mà không cần rồng à? Làng? Có phải chị đang nói về Selen à? Thế thì những cái người lính đấy là bọn họ đã ở đó sao? They won't be anything đấy. Thế cái chẳng có gì nữa còn lại sót lại đâu. Selen là làng của em. Làng của tôi. Mình chả biết là sinh tôi hay em nhỉ? Anyway. Oh my god. Cái cậu thanh niên đấy chắc phải là không đây nào. What the chỉ là cái gì bây giờ? Mình chỉ hơi buồn là cái hệ thống mic của mình di động của mình nó không được kiểu là nó không tiếng nó không được tốt như kiểu cái hệ thống của mình hay dùng trong cái trò trong mấy cái game mình hay chơi ấy. Ồ không, chúa ơi.
mọi người đang ở đâu? Nhanh anh con kỳ bông ơi. Mình di chuyển. Oh yes, bitch. Mình nhảy ở đây. You didn't get enough healing. Bọn đình vẫn ở đây à? Đại trà. It may be enough if I kill you. Thế là thằng này là muốn giết ông già này. Kiểu cái thời này nó vẫn hay cơ bận nhảy nhảy ấy. Stop! Ngừng lại! Mẹ mày, tao cho mày chết. Oh, một tên lính đánh thuê à? Liệu là nó có quá muộn để mà bây giờ mày mới xuất hiện không? Imo! Bọn mày đang làm gì kia gì ở đây vậy? Liệu mày không thấy ra à? Bọn tao hiện tại đang chiếm cái khu vực này à? And there would be... Woom woom! Và tránh đường chiếm giữ ra. Có phải các ngươi bị được gửi đây bởi vì quân lính của hoàng gia không? Nếu mà ngay cả thế thì cũng không phải việc của mày. Mày có muốn chết được sớm không? À, nên là các bạn thấy thật cái anime cái chuyển cảnh nó cũng giống sân. Thực ra đúng là mình nãy mình quên không nói là cái trò trên dưới là game là một trong game độc quyền hồi xưa của Sony ấy. Đây mình nghĩ đây sẽ là một game mà Sony nào sẽ không bao giờ nó remake ấy. Trên thế giới hơi bị cũ. Night of Sandora. Cái này bây giờ nhìn trông như game điện thoại nhỉ. Cái vấn đề của cái trò này hình như là cái frame của nó không, hình như là nó chỉ chạy tầm 15 frame thôi. Nên là cái vấn đề là chúng phải ta phải timing được cái attack ấy, hiểu không? Thì là nó sẽ đấy, thì là chúng ta sẽ đánh được hai cái. Nên là cái trò này nó khác hơn là chúng ta đánh theo lượt, nhưng mà chúng ta phải tham minh cái attack nữa ấy, để chúng ta có thể đánh được nhiều cái chuỗi hơn á, kiểu ấy. Healing potion. Cái mới đầu thì nó cũng không có gì lắm. Are you really dark? Cậu có thực sự phải là dark không? Nên một lần nữa nếu các bạn đã xem được cái series này mà biết mình thì hy vọng các bạn ủng hộ ấy, bởi vì rõ ràng là mấy game này thì bây giờ chả ai chơi xem nữa rồi. Nên nếu các bạn ủng hộ thì mình cũng rất là vui ấy, nên là động lực để mình tiếp tục cover nhiều cái tựa game classic khác ấy. Mình hy vọng là nó sẽ đa dạng hóa hơn cái nội dung channel của mình ấy. Phải, đấy là cháu, tại sao xe lần bị tấn công? Cuộc chiến Imperial. Hoàng gia Sandora đã bị tấn công chúng ta. What about the truth? Đây là một trong những game hồi xưa mình chơi để mình học tiếng Anh. Nên là nó vừa chơi vừa học nên là cũng rất là có ích. Bây giờ thì nó kiểu nó sẵn hơn ấy. Hồi xưa thì chúng ta phải tự chúng ta mà mò. Và bỗng nhiên là tôi đã không tưởng tượng được họ lại đến đường đột như vậy. Đây là cái làng mà ở cái đoạn đầu tiên ấy. Nếu mà cháu đã đến sớm hơn một chút. Nghe something, có một cái gì đó cháu phải làm, Shanna. Hãy giải cứu Shanna, chỉ có cháu mới có thể. Mới có thể. Chuẩn mẹ luôn. Thế còn Shanna thì làm sao? Đợi đợi đã. Trò này là nó giống kiểu một cái trò classic, bây giờ là nó vẫn có kiểu là cái có nhiều người ta fan classic mấy cái trò hồi xưa ấy. Thực ra đây mình cũng không phải là mình chơi hết nhiều cái trò hồi xưa lắm, như kiểu PlayStation 1 cái kiểu, nhưng mà mình chơi được một số trò và mình thấy cái trò này cũng hay ấy. Còn lại nó có nhiều cái trò như kiểu là Breath of Dragon cái gì, Breath of Fire cái kiểu. Nhiều cái thể loại trò ấy, nhưng mà mình không chơi hết tất cả những cái trò đấy được. Còn là mình chưa chơi hết cái trò đấy. Hang on. Nên nếu các bạn thấy được cái chất lượng mà âm thanh mình ghi âm ấy thấy ổn thì là hy vọng là các bạn cũng cho mình feedback ấy, để mình xem.
mình sẽ tiếp tục chơi những cái game classic sử dụng cái hệ thống âm thanh này, nó chủ động hơn vào trong việc chơi game này. Cái giọng nói đấy có phải là cháu là Đác? Tối nay đây chỉ là một vết thương nhẹ thôi. Ta đoán là như vậy. Ta đã quá rất là may mắn ấy. Mà nhưng mà nhìn cái làn này xem. Nếu mà chỉ cháu đến sớm hơn một chút, sớm hơn một chút thì thằng này cũng chết. Cứu được cái gì? Đây là chuyện về Shana nữa. Có vấn đề gì với Shana vậy? Cô ấy đã bị bắt đi. Có vẻ như là Shana là cái mục đích chính của bọn chúng đến đây. Do you know, bác có biết là bọn chúng đi đâu không? Ta không biết. Xin chúc mừng bác rất là giúp ích. Chưa toàn hả? I'm gonna make him talk. Thằng này phải căng nhỉ? Betting the private in no reason for to be confident. Betting a private in no reason to be confident là cái gì nhỉ? À, có nghĩa là thằng nó bảo là mình lại đấm mấy cái thằng lính quen của nó ấy, thì không có gì to tát kiểu thế. Thế các ngươi đã bắt Shana đi đâu rồi? Shana, đừng có lo về cô ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ được đón nhận cái lòng yêu khách ở cái nhà ngục Helena rồi. Sao cái nhà ngục này tên nó đẹp ấy nhỉ? Helena. Surprise hả? Ngạc nhiên phải không? We specially invite only that. Chúng ta đã đặc biệt chăm sóc cái con phụ nữ đấy. Chắc các người đang đùa đúng không? Các người tấn công cái làng này chỉ để bắt cóc Shana thôi sao? Chuẩn mẹ luôn. Nhưng mà đừng lo à. Ta sẽ cho mày đi theo bọn người họ, cho dù không phải là đến Helena đâu, mà đến địa ngục. Oh shit. Căng quá nhỉ. Đợi mình tí. Nên là cái hệ thống âm thanh này chán đời quá. Nên là mình sẽ ghi demo một ít rồi mình sẽ kiểm tra lại xem. Rồi có thể mình sẽ điều chỉnh lại hệ thống âm thanh ấy. Double slash này về. Nên là vì sao nó sẽ có nhiều cái tham minh nữa. Nên là cái vấn đề lớn của cái trò này là nhiều người người ta không thích cái hệ thống tham minh lắm. Cũng tương đối là khó để mà chúng ta ấy. Và đặc biệt hồi xưa là kiểu mình làm 15 frame trên giây nên rất là khó lắm. Anh Commander mà đánh yếu đấy á, tội chịu. Mình nghĩ là mình vẫn còn máu nhiều. Nên hiện tại là chúng ta mới có double slash thôi. Nó mới hồi máu rồi này. Mình đang không biết là mình có hồi máu không. Úi dồi ôi, ông ơi, tôi đàn double damage này. Ui, thằng này đang nó to hơn mình này. Nghĩ chế nó phát nữa mình hồi máu rồi. Nên là tham mình cũng rất là khó luôn, không phải dễ. Úi dồi, tan tành luôn. Burn out. The dark level volcano new addition.
Cháu sẽ đi giải cứu Shanna có phải không? Ta sẽ không ngăn cháu, nhưng mà hãy cẩn thận. Cái hành trình của cháu là chưa kết thúc được đâu, đúng không? Chưa kết thúc đâu, không. You can count on us about. Cháu đừng lo về Selena. There should be enough people. Chắc vẫn còn đủ người để vẫn còn xây dựng lại làng ấy. Cảm ơn chú, cảm ơn bác. Thế cháu sẽ giải quyết mọi thứ. Rồi cháu sẽ quay trở lại cùng với Shanna. Nên là cái câu chuyện lúc đầu là cũng rất là đổ máu. Hừng hực báo thù để chúng ta đi. Take care of the village, yes, bitch. Hay vẫn còn mấy đứa trong nhà nữa. Báo thù ấy. Đấy là anh. Nghe bọn này là cháu của ông này ra. Đấy là Đác. Cả hai của em đã được trưởng thành. Đác. Sandora, Sandora. Cái gì đây? Everything is okay now. Mọi người đã chết. Bọn này mẹ khát máu phết nhỉ. Giết hết cái làng luôn. Không phải mỗi người đều chết. Không phải ai cũng chết này. Nên là em phải giúp mọi người trong làng này. Anh đi giải cứu Shanna này. Cháu sẽ đi hai thuốc này. Cháu ok. Đi đâu nhỉ? Người ta biết còn cái gì để lốt không? Mình nghĩ là mình chơi cái trò này còn muộn hơn cả 2000 đấy sao? Mình nghĩ là mình phải chơi cái thời mà nó PS2 ấy. Cái thời đấy là máy mình, nhà mình còn không có máy để chơi game ấy. Cái thời đấy là máy chơi game còn xa xỉ mà, nên là mình nghĩ là mãi tận cái đời thời lễ PS2 rồi mình có PS1 để mình chơi ấy. You want to ask for help from in their castle. After Tasman. Tasman. Cậu phải đáp đúng không? You are safe. I told how you the sword of me. Thế là ông này là thầy của thằng Đác này. Đã dạy con sử dụng kiếm á. Nên ta sẽ không bị giết dễ cái cách dễ dàng đâu. Nhưng mà chúng ta thì chỉ có vài người, nhưng bọn chúng đông lắm, không thể nó ngăn chặn được bọn chúng. Con đã nghe được về Shanna rồi đúng không ạ? Con sẽ đi ra chỗ Helena. Then have a match with me. Thế là con hãy đấu với ta trước khi con đi. Cảm ơn xem con có đủ trình không để giải cứu Shanna. Yes, master, please. Con đã dạy mình ra ấy. Thực ra cái khó nhất của cái trò này là timing cái attack ấy, để trong đấy. Nên là nó khác với Final Fantasy là chúng ta phải timing để chúng ta đánh được cái potential ấy. Ông này sẽ dạy mình, ok mình sẽ chơi rồi này. Counter attack, additional skill này. Gray mean too fast. Nâu thì là quá nhanh này. Còn xanh thì là quá chậm này. Còn khi mà nó hiện cái trắng thì là perfect này. Đó. Nên là chúng ta phải nhắm đấy. Khi mà nó hiện cái trắng ấy chúng ta bấm ấy hả? Thì cũng rất là khó luôn. One more time. Này mày perfect rồi. Hai bên đây. Nên là bây giờ nó có nhiều cái hơn rồi này. Nên là chúng ta có thể tập với ông này, này. Nên là bây giờ ông ấy mở cho mình mấy cái attack luôn. Đại khái là chúng ta phải... Shit man. Cái này là phải khó phết đấy, đùa đâu. Let me do it again. Có khi mình phải tập. Nên là đại khái là các bạn hãy để ý vào cái cách, kiểu như là cái chém của thằng nhân vật này. Thay mình nhìn vào cái vuông ấy thì nó dễ hơn ấy. Giống như là chúng ta chơi action RPG ấy. Nên là cái trò này vừa theo lượt và vừa action RPG một tí ấy.
nên là có khả năng là nó khá tự tách này, nên là chơi nó chủ động hơn một chút. Cũng hấp dẫn phết. Ủa sao con trai này không đánh nhỉ? Shit man. Are you ready for counter attack? Show me again. Ơ, thế thằng chat này không đánh à? À, nó sẽ trong cái đợt rush của nó ra. Show me again, ok mình sẽ tập một chút đấy. Mẹ chứ, cái này nó khó đấy nhỉ? Tham mình này khó thật đấy, đùa đâu. Có đùa, tham minh này khó thế. Mình đánh sớm quá rồi. Nên là chúng ta phải để ý cái đường chém mà thôi. Bố mẹ đi. How to defend? Mình hỏi thôi. Nên là cái defense nó giảm 50% damage và hồi lại máu này. Và hoàn toàn bảo vệ lại cái tấn công mà khiến cho địch dính cái thuộc tính xấu này. Ok, cũng ngon này. Obtain addition. Kỹ năng này. Nên là cái cảnh combat của game này cũng đơn giản đấy. Nó có thể có skill này. Thế là mình cũng muốn học lại cái game một tí, mình thường mình có nhớ đâu. Lâu quá rồi. Cũng giới thiệu cho các bạn luôn. I'm going to journey, ok. Thế là một lần nữa cái trò này nó rất là chậm ấy. Bởi vì cái trò classic nên nếu các bạn đã xem được thì các bạn hãy bình tĩnh để chúng ta chơi game ấy. Cũng tầm mà các bạn xem được cái game thì mình không nghĩ là các bạn còn vội gì nữa đâu. Bởi vì cái trò này hồi mấy cái trò hồi xưa nó cũng rất là chậm mà, nhờ nó theo chuyển hướng là kể cốt truyện nhiều ấy, chứ không nhảy vào bụp nhau như bây giờ ấy. Vậy chúng ta sẽ đi luôn. Thực ra là mình nghĩ cái ách đầu nó cũng nhanh ấy. Helena Prison. Thế là mình đang không biết là mình sẽ cắt cái walkthrough này như nào ấy. Hoặc cũng có thể là mình sẽ ném một cái video to đùng cho các bạn xem ấy, để đỡ phải cắt thành nhiều video con thôi. Mình vẫn chưa biết được về cái format mình sẽ phát cái trò này trên kiểu cái series này trên channel của mình ấy. Nên là mình đang nghĩ là mình có thể mình ném một cái long play nó như cái trên mạng ấy. Kiểu là không commentary, chỉ còn gameplay kiểu ấy. Nhưng mà đây là mình sẽ khác là có commentary, nhưng mà mình vẫn là long play ấy. Hãy ở yên trong đấy đi. Em này bị đối xử thật. Đây là cái em mà thích sinh xuất hiện trong đoạn đầu tiên ấy. Để tìm trường quả commander này giáp to thế. Brugel. Cái con bé kia của ai vậy? You can tell me. Có cái người đàn ông mặc áo choàng này. Cái tương lai của thế giới sẽ phụ thuộc vào cô gái đó. Cái quái gì thế? Cái người thì chỉ cần biết đủ thông tin là như vậy thôi. Though you who do not grasp the value. Về cái loại của người thì cũng chả hiểu được cái giá trị gì mà ta chia sẻ đâu. Và những cái gì mà chúng ta muốn ấy. I'm not talking your order, not taking your order. Ta sẽ không nhận chỉ thị từ ngươi. Ta chỉ nhận chỉ thị từ hoàng thượng. Doel can order me. Doel là hoàng thượng. Cũng kiểu là cái gì nhỉ? Nó gọi là Imperial đúng không? Kiểu hoàng thượng, kiểu có gì nhỉ? Quốc vương à? Kiểu hoàng thượng.
Anyway, you must. Cho dù sao, nhưng mà ngươi phải nhớ cái này. Nếu mà ngươi mà động đến một sợi tóc của con bé thì ta sẽ, thì là ngươi sẽ mất đầu luôn à. Đấy là điều chắc chắn. Và đấy là chỉ thị từ quốc vương. Cái Emperor này nó dịch là gì nhỉ? Nó dịch là quốc vương cũng được nhỉ? Đúng là nó có cái gì cả đại đế nhỉ? Đại đế Emperor. Nên là về quốc vương. Như kiểu là một đế chế thì nó gọi là Imperial. Thằng kia nó tức đấm có thằng đệ xuống vực luôn. Giống kiểu như hồi xưa kiểu mạng người như cỏ rác. Nên là cái map mà kiểu cái map này nó cũng rất là straightforward ấy. Cái này là mình đang đâu nhỉ? Mình đang Silent này. Mình đi đường nào? Mình đi qua sừng rồi là chuyện đấy. Cái này nó vẫn có cái random encounter mẹ, quên mất. Chết rồi, hình như mình đang bị liệt. Ô mẹ đánh mấy con ma cây này. Ok, mình sẽ đánh thừa, mình sẽ keep phần lớn mấy combat. Shit. À, bây giờ mình có double shot, chết mẹ là. Oh no. Fuck you. Chết rồi, không double slash được, đam. Nó đấm mình cơ. Cái cây nó đánh mình 3, nó đánh mình 1. Oh, shit, chết rồi. Căng quá nhỉ. 3 mà ôi mẹ, 3 máu luôn. Thực ra là chơi cái này cũng hay phết, nhưng mà cái vấn đề là cho đến bây giờ là nó vẫn hơi bị kiểu lặp đi lặp lại, kiểu là repetitive ấy. Bởi vì cái cơ chế game hồi xưa nó hay kiểu có mấy cái random encounter mà nó tương đối là tương đối là annoying ấy. Hình như là mình phải đi vào rừng này thật đấy. Hình như mình phải đi xuyên xuyên vào rừng nhỉ. Đúng rồi, mình phải đi xuyên vào rừng. Mua một cái gì đó, thằng này là shop á. Healing potion là 10. Body purify. Charm potion, reread of encounter. Thật ra cái charm này hay quá nhỉ. Thật ra mình đang nghĩ là mình I don't know the UI, I can teach you that. Yes, please. Begin. Oh shit, shit mẹ. Oh không, tôi biết rồi. Chết mẹ. Mình bảo là không có đúng chứ. Đây nó dạy mình sử dụng item trong combat. Oh shit man. You want to talk about it? How to use multiple item. Item command. Nên là có mấy cái thuộc tính là lửa này, nước này, gió này, đất này, ánh sáng bóng tối này, thunder và non-animal world tập nhiều vãi. Nên tôi giải thích từng người. Lửa dựa vào màu nó đỏ, trái ngược với nước. Nước thì là màu xanh, trái ngược với lửa. Gió thì là màu green, trái ngược với đất. Đất thì là màu vàng, màu nâu, trái ngược với gió. Gió thì là sẽ là màu dây lầu này, trái ngược với cả bóng tối. What the f... Gió trái ngược bóng tối, tôi chịu. Bóng tối thì là sẽ là màu đen nâu, là xanh nâu ấy. Trái ngược ánh sáng. Thunder Base sẽ là màu tím. Non Elemental sẽ là gray này. Being opposite matter when using. Oh shit man. Nghe nó dạy mình về cái đấy. Did you get ocean? Theo mình, oh yeah, the orchid. How to multiplying item. Multi
Multiply item là cái gì? À cái này là nó là nhân cái hiệu ứng của cái kiểu như là cái item mình ném vào người đó ra. Nên là nó ném cái lửa vào người này. Là nó giống kiểu mấy cái trò Final Fantasy 8 ấy, nó hay có bấm này. Khi mà chúng ta gọi mấy con mà GF ấy, con Guardian ấy. Nó kiểu nó no thank you. Cái ôi chết rồi, cái game này thì là nó chạy là 60 FPS nhưng mà khi mà đến combat cái giờ là nó lại 15 FPS này. Oh không. Fuck you. Never forget combine fire and water wind element. Có nghĩa là chúng ta phải nhớ là cái thuộc tính đối nghịch của cái ấy. Ví dụ nước với lửa thì là sẽ double damage. Và sử dụng cái item mà nó giống kiểu thuộc tính thì là sẽ một nửa. Thuộc tính xuất hiện khi mà window color. À cái này nó sẽ ok, mình biết cái window color này rồi. Cái màu với cửa sổ. Nên là cái combat của cái trò ui nó cho mình lại à? Oh, thằng này nói nhiều thế. Yes, I definitely got it. Nghe đủ rồi. Thực ra là không, nếu mà không nghe là không biết đâu đấy. Bởi vì mình không biết, không nhớ cái trò này mà. Nên là nếu các bạn muốn chơi trò này nó chuẩn chỉ là các bạn phải đọc giống như mấy cái trò hồi xưa ấy. Nên là chúng ta không nên keep mấy cái gọi là mấy cái tutorial cơ bản ấy. Healing potion này, oh yes. Mình không phải mua thằng cha kia, mình vẫn có đấy. Dạ sao bác nào tự nhiên có cái thùng để trong rừng nó ấy thế nhỉ? Mẹ tâm lý thế. Nên là mình nghĩ là các bạn có thể thấy là đồ bạn nó đẹp hơn cái trò Final Fantasy 7 một chút ấy. Chắc mình nghĩ là nó tầm dưới cái Final Fantasy 9 một tí nhỉ. Hoặc là nó cũng kiểu Final Fantasy 9 ấy. Mà chui từ chỗ này ra chỗ khác. Mình đang xem cái chỗ nào nó có thể nó speed up cái đoạn loading mấy cảnh này nhỉ. Nó hơi bị lâu ấy. Bây giờ là mình còn 1 đánh 2 ấy chứ. Thề luôn. À, nên là chúng ta để ý cái này. Cái này nó là đất hay sao nhỉ? Assassin khóc. Mẹ nó bị chém nó một cái. Ui mẹ nó kêu cái mình mất mẹ 2 máu. Bad. Double slash này, yes bitch. Ta thử nó có cái burn out. Nên chúng ta sẽ bấm á. Chết luôn rồi. Chết luôn. Nên là chúng ta nghĩ là cây thì ném lửa nhưng mà thực ra là cây lại đổ vào nước à? Mà đâu lửa nấu với nước nhưng mà lửa sao mà đỏ với nước nhỉ? Cái logic vẽ đá đó. Nên nó hai cái thuộc tính nó gọi đối nghịch nhau ấy. Mình muốn lấy cái dương này. Chết cái này là mình đi ra rồi. Vâng mẹ. Mình thực sự mình muốn lấy cái dương này. Đi dùng mấy cái chỗ này rồi. Đây đây đây. Burn out, yes bitch. Vừa dùng cái con kia xong. Mẹ. Mày điên này ra nhỉ. Quay lại. Ra cái chỗ này. Ui 20G, yes bitch. Có bao tiền bây giờ là đều quý hết. Nên mình đi cái đường nào ra ấy nhỉ?
Chết thì mẹ rồi. Oh no. Nên là Renadan ở mấy cao tuần này rất là nhiều luôn. Mẹ cha. Mình thấy cái tham minh này khó lắm. Nếu mà các bạn đã chơi rồi là về sau các bạn cứ double slash suốt rồi. Đấy, thế là ngon. Đấy, thế là nó phải như thế này. Thế là bây giờ mày đánh mấy con quái thì cái lượt chúng ta bao giờ nổi nhiều nó. The Pellet XP level 2. Cái màu có lên không nhỉ? Nên là nếu các bạn đã thấy mày đấm nhau nhiều mày cái đó là encounter thì các bạn hãy chủ động skip qua, mình nghĩ là tốt nhất. Mình đi đường này ra quay đúng không? Còn mình cũng không biết là mình sẽ cắt cái đoạn nào nữa, bởi vì cái này nó sẽ lặp đi lặp lại như rất nhiều. Ui mẹ, máu lên 90 rồi này, nó hồi nửa máu luôn. Hồi nửa bình máu này, có nghĩa hồi 45 máu luôn. Kiểu như là cái bọn này đánh gãi ngứa mình ấy. Chết rồi. Ta không có thời gian chơi mày. Nó khiến mình nhớ lại, anh này lại tưởng nhớ hồi xưa. Thế nên là ôi lỗi này. Anh ơi, để em Sanna này. Này này, cắt đi ra, hãy để cho. Hãy cút đi. Leave Shanna alone. Hãy để cho Shanna được yên. Còn cái chắc chắn là nhiều thằng này mà. Không, chắc không được lệch rồi. Hãy đợi đấy á. Tôi sẽ cứu cậu ra. Thằng này nhìn trong quả có cái giáp này, nhìn gấu phết này. Mặt này đúng kiểu chất Final Fantasy 7 luôn. Mấy cái cục cục. Thưa, hình như là mình nhớ là Final Fantasy 8 nó vẫn có mấy cục cục ấy. Nó không phải là nó đẹp lắm ấy, nhưng mà nó có nhiều cục. Kiểu nó có nhiều kiểu là geometry hơn là cái trò đấy. Trò Final Fantasy 7 đấy. Ô chém mà chết luôn này. Nhà lúc đầu nó cũng dễ, nó đòn mình ấy. Đấy, nó phải như thế. Nên là về sau còn chém 3, chém 4, chém 5 phát ấy, nó sẽ khó hơn ấy. Nên là đây mới chỉ là kiểu là mầm non để chúng ta chơi, để nó dạy mình chơi thôi ấy. Gọi là ví dụ như các bạn bét nhất là các bạn phải đập đánh chém được cái double slash chẳng hạn, kiểu thế. Nên là có cái đường gì này đâm thẳng đến nhà tù luôn. Lại đánh cái cây. Nhưng vì sao mình cắt hết mấy cái đoạn này đi. Đấy, bây giờ thành giáp binh chuyên nghiệp đấy. Đấy, mẹ mày double slash như không. Có tập là nó khác. Nên là có thể là chúng ta sẽ ngồi chúng ta farm ấy, nếu tùy các bạn ấy. Để mình nhớ phát một đêm. Nên là từ từ mình có nhớ được không nhỉ? Hình như ngoài map chúng ta vẫn nhớ được mà. Nhìn nhớ ra cái cách chính thức ấy, chứ không phải kiểu. Chắc mình nghĩ cái câu chuyện này bây giờ vẫn hay đấy. Không phải đùa đâu. Cái thời này hồi xưa là mình chơi cái máy PSP rồi. Mình chuyển vào mấy cái máy PSP ấy. Vậy chúng ta vào đi. Phá cửa xông vào luôn. Wow.
Mà đánh nhấp lại một trận. Mẹ, người đang dây con này. Ôi giời ơi, mệt quá. Nên là mình hy vọng là cái hệ thống âm thanh mình vẫn ok để chúng ta chơi cái trò này. Well, how can... Làm sao mình có thể chơi đột nhập vào đây? Nhìn cái background của nó còn rung rung kiểu như... Thực ra là nó đang giả lập cái kiểu là sóng rất là... Này, trốn lên cái xe thôi. Trốn lên xe thôi. Mình chạy theo thôi. Gatekeeper of Helena. Ta thấy rồi. Good meal and fish. Sir. Thịt ngon và cá ngon lắm. Nên là Sir Frugel sẽ rất là hạnh phúc. Rất là vui. You brought a lot things and you eat something going on. Mọi người đã mua rất nhiều đồ trong này. Liệu có một cái gì đó trong này sao? Đây không phải là việc của người. Một tên lái buôn như bọn mày. Được rồi, tôi xin lỗi. Ta sẽ kiểm tra hàng hóa. Chưa rồi. Thế bây mình trốn kiểu gì bây giờ nhỉ? Shit man. Nên là mọi thứ có vẻ ổn đấy. Để anh hạ cái cầu thôi á. Mình trốn lên xe. Rất là chuyên nghiệp. Very professional. Rất chuyên nghiệp thôi các bạn. Mình thích chơi cái trò này thật, mặc dù bây giờ là quá nhiều cái trò để mình chơi. Vẫn chơi mấy cái trò cổ. Tầm này bao giờ mới chơi được mấy cái trò mới đấy. I make it. Yes, let's go, bitch. Mình xem mình nhớ quá. Saving. Để xem từ đây. Ông lái buôn. Mày ứng người là ai? Tôi chết rồi, mình đã phết hết. Tôi bỏ mẹ rồi. Ôi chết rồi. Fuck man. Mình có lốt lại không nhỉ? Oh no. Mình không có lốt lại. Từ từ để mình lốt lại cái file kia thôi.